chào, các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 21 tháng 1 phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai Điện tử. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo tăng cường quản lý, bình ổn giá cả thị trường dịp Tết. Triển khai chính sách dân tộc kịp thời, đúng quy định. Thư viện tỉnh Gia Lai lan chuyển trên 1 triệu lượt sách báo trong năm 2024. 9 trường trung học phổ thông và trung học cơ sở tham gia hội thi STEM tại thị xã Azumba. Gia Lai, hơn 70 cầu thủ tranh tài ở giải bóng đá U9. Bàn giao công trình nhà vệ sinh và khu vui chơi cho học sinh trường tiểu học Gia Pết. Sau đây, mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị số 06 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán để chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, có giải pháp dự trữ, điều tiết hàng hóa phù hợp, đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá cả thị trường phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản pháp luật về giá, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về giá theo thẩm quyền, đẩy mạnh kiểm soát việc thực hiện công tác niêm yết giá, kê khai giá và kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về giá trên địa bàn, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Chiều ngày 16 tháng 1, dưới sự chủ trì của ông Dương Ma Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, công tác dân tộc, chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Do đó, trong năm 2024, Ban Dân tộc và các sở, ban ngành, địa phương cần tập trung phối hợp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục nâng cao năng lực công tác tham mưu phối hợp, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, tăng cường tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, tập trung thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình, nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai các chương trình, chính sách dân tộc kịp thời và đúng quy định. Đồng thời, tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ 4 năm 2024 nhằm khẳng định chủ trương đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước trong công tác dân tộc. Luân chuyển trên 1 triệu lượt sách báo là một trong những mục tiêu mà Thư viện tỉnh Gia Lai đặt ra trong phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Nhằm lan tỏa văn hóa đọc, năm 2023, Thư viện tỉnh đã cấp 1.620 thẻ bạn đọc, thực hiện và chia sẻ 261 video đăng tải trên các nền tảng Facebook, YouTube, kênh sách Nhịp cầu trí thức. Tổng lượt bạn đọc trong năm là 705.037 lượt. Ngoài ra, đơn vị cũng phục vụ bằng xe ô tô thư viện lưu động và luân chuyển sách bằng xe máy đến 123 điểm tại tụ sách cơ sở của 17 trên 17 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh với số sách luân chuyển là 415.600 bản, thu hút trên 121.000 lượt người tham gia. Đồng thời, tổ chức và phối hợp tổ chức 23 chương trình tuyên truyền sách như Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Trang sách mùa hè, cuộc thi đại sứ văn hóa đọc, giới thiệu sách trực tuyến cấp tỉnh, kết nối bạn đọc yêu sách. Trong năm 2024, Thư viện tỉnh sẽ bổ sung và xử lý kỹ thuật 19.000 bản sách mới, cấp mới và đổi trên 1.500 thẻ bạn đọc, phục vụ 800.000 lượt bạn đọc, luân chuyển trên 1 triệu lượt sách báo. Cùng với đó, phục vụ lưu động trên 400 chuyến, luân chuyển với cơ sở trên 200.000 bản sách, phối hợp tổ chức Ngày hội đọc sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4,
Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4 và các cuộc thi về văn hóa đọc, chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở cơ sở. Giải nhất. Sáng ngày 20 tháng 1, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã khai mạc giải bóng đá U9 mừng Đảng mừng Xuân lần thứ nhất năm 2024, tranh cúp Hoa đất Gia Lai. Tham gia giải năm nay có hơn 70 cầu thủ đến từ 6 đội bóng là các trung tâm bóng đá cộng đồng trên địa bàn tỉnh, gồm Nước Yêu Kiềm HTC, Đan Lê FC, Xuân Hiếu FC, Pleiku School FC và TTF Chư Bứ. Các đội bóng được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra hai đội chơi xuất sắc nhất vào vòng bán kết. Các trận đấu diễn ra trên sân bóng mini 5 người của nhà thi đấu thể thao tỉnh. Giải là cơ hội để các cầu thủ thuộc lứa tuổi U9 có cơ hội cọ sát, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, qua đó để phát triển bóng đá cộng đồng ở lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, đây là dịp để cho các huấn luyện viên tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc nhất để tập luyện, sẵn sàng cho giải bóng đá U9 toàn quốc năm 2024 sẽ được Gia Lai đăng cai. Được biết, trận chung kết và lễ bế mạc của giải sẽ diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 1 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh. Sáng ngày 20 tháng 1, Đoàn Thanh niên BIDV Việt Nam phối hợp cùng huyện đoàn Đắk Đoa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Đoa tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình nhà vệ sinh và khu vui chơi cho học sinh trường tiểu học Sa Pết, xã Sa Pết, huyện Đắk Đoa. Theo đó, trong đợt này, BIDV Việt Nam tài trợ kinh phí để xây dựng 3 công trình nhà vệ sinh học đường và tu bổ xây mới 4 khu vui chơi thiếu nhi cho các điểm trường của trường tiểu học Sa Pết. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 1.000 túi quà cho học sinh nhà trường với tổng kinh phí của chương trình là 370 triệu đồng. Cũng trong chương trình, 150 đoàn viên đến từ các chi nhánh của BIDV Việt Nam trong cả nước đã tổ chức giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí vui nhộn, ấm áp và thân thiện. Chương trình là dịp để các đoàn viên thanh niên của BIDV Việt Nam hướng về cộng đồng, tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 22 tháng 1.